Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Wesuwe Anime. Như các cậu đã biết, Loli là một phần không thể thiếu trong làng anime. Vậy thì các cậu đã thực sự hiểu về Loli hay chưa? Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Loli nhé. Lưu ý trước khi vào với video, nếu các cậu có niềm yêu thích mãnh liệt đối với BB thì nên xem video riêng chúng tôi đã làm về BB. Vì đây là một video dành cho các bé Loli trong sáng và tất nhiên, trong video sẽ đều là các bé Loli hợp pháp. Nên các cậu đừng vội mà gọi FBI đến đây nhá. Còn giờ thì chúng ta vào với video ngay thôi. Let's go! Nhân tiện thì fan store của chúng tôi đang trong đợt giảm giá mẫu áo của One Piece và chúng tôi sẽ chỉ giảm giá cho đến hết ngày mai thôi. Vậy nên các cậu hãy nhanh tay đặt mua trước khi hết ưu đãi nhé, bỏ lỡ là tiếc lắm đó. Đầu tiên, nếu các cậu chưa biết Loli là gì thì tôi xin được giới thiệu đơn giản như sau. Loli là từ ngữ được bắt nguồn từ một thuật ngữ của Pháp với cụm từ đầy đủ là Lolita để chỉ về những bé gái có tư tưởng và suy nghĩ quá người lớn so với vẻ ngoài và độ tuổi của mình. Thường là những bé gái tiểu thư của các gia đình quý tộc Pháp thời xưa. Hiện đại hơn thì Lolita đã trở thành một phong cách thời trang được sáng tạo bởi Nhật Bản. Chắc có lẽ các cậu cũng đã từng nghe qua cuốn sách tên Lolita rồi chứ. Nội dung cuốn sách là chuyện tình giữa nhân vật tôi và cô bé Lolita 12 tuổi. Đúng, các cậu không nghe nhầm đâu, 12 tuổi đấy. Dù sao thì khi anime được hình thành, mà các cậu cũng biết là trong anime, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Vậy nên, Lolita cũng đã được xuất hiện trong anime như một yếu tố đặc biệt và thu hút. Nhưng cụm từ Lolita không sử dụng trọn vẹn trong anime nữa, mà được rút gọn thành Loli, để chỉ về các nhân vật nữ có vẻ ngoài nhỏ tuổi và dễ thương, tạm thời không nhắc đến số tuổi, vì tuổi tác trong anime chỉ là con số mà thôi. Về cơ bản đó là Loli, rất dễ thương, rất đáng yêu, dưới 17 tuổi hoặc trưởng thành nhưng lại có vẻ ngoài rất trẻ con. Tính cách cũng y như đứa trẻ. Đây là Loli hợp pháp đấy các cậu. Lý do Loli được yêu thích đến vậy, để giải thích theo khoa học thì bộ não của chúng ta giống như một chiếc máy tính. Khi đối tượng chúng ta nhìn thấy có mang những đặc điểm như thân hình nhỏ nhắn, mắt to tròn, má phúng phính, mũm mĩm thì bộ não của chúng ta sẽ mặc định đây là sự đáng yêu. Như một bản năng của loài người, chúng ta sẽ ngay lập tức muốn bảo vệ, che chở cho những đối tượng có những đặc điểm trên. Và Loli mang đầy đủ những đặc điểm đó. Vậy nên ai mà hỏi không thấy Loli dễ thương thì thằng đó đang nói dối. Tớ công nhận một điều rằng Loli mang những đặc điểm giống trẻ em ở đời thực. Và tất nhiên tớ cũng thấy bọn trẻ con rất đáng yêu. Cho đến khi nó gào ầm lên, khóc cả đêm, nghịch ngợm đủ thứ trò, chung quy lại thì trẻ con là những con quỷ thực sự. Nhưng không sao, Loli đã khắc phục điều đó. Các bé Loli vừa dễ thương vừa không làm phiền chúng ta. Vậy nên Loli is the best. Thế nhưng bạn đang tự hỏi, việc mình thích Loli thì mình có giống Minh Béo hay không? Nếu là Loli hợp pháp trong anime thì không sao, nhưng mà nếu động vào mấy con quỷ con ở ngoài đời thật thì các cậu cẩn thận bị bóc lịch, tớ không đùa đâu, thật đấy. Vậy thì thế nào được gọi là Loli hợp pháp? Đó là những nhân vật anime có ngoại hình, tính cách dễ thương như đứa trẻ và tuổi đời tất nhiên là trên 18 tuổi. Fun fact rằng bé rồng Kana, best Loli của chúng ta thực chất đã 3.000 tuổi rồi, nhưng mà với thân hình đó nên trong sổ đăng ký tạm trú, Kobayashi đã đăng ký cho Kana là 8 đến 9 tuổi để Kana đi học tiểu học. Vậy là tuy tuổi đời khá già, nhưng đối với loài người, Kana vẫn chỉ là một cô bé thôi. Không chỉ riêng Kana, các nhân vật như Milim, Crew Tempest, Yue Arifureta, rất nhiều nhân vật nữa mà tớ không thể kể hết, tất cả đều là những Loli hợp pháp, có thể thoải mái yêu thích mà không sợ FBI đến gõ cửa nhà. Nhắc đến Loli, chúng ta không thể không nhắc đến Lolicon. Lolicon là viết tắt của Loli Complex, để chỉ những người rất thích Loli, hay ở Nhật Bản người ta sẽ nói thẳng luôn là những người thích trẻ em, đặc biệt là bé gái. Đây là cách mô tả nhẹ nhàng thôi, còn ở mức độ nặng hơn thì là để ám chỉ những kẻ có nguy cơ mài song sắt bởi thứ cảm xúc không lành mạnh của mình. Vậy nên chúng ta mới cần những Loli hợp pháp đấy, các bé ấy sẽ cứu rỗi chúng ta. Và tớ cũng xin thú nhận luôn, tớ là Lolicon. Tất nhiên là tớ chỉ thích các Loli hợp pháp 2D thôi, chứ tớ sợ bọn trẻ con ngoài đời lắm. Thấy chúng nó tớ xách dép lên chạy ngay, chứ chả có chuyện động đến chúng nó đâu. Nó hơi quá đáng nhưng tớ ghét trẻ con thật. Vậy nên là có ai làm cảnh sát mà có xem video này thì yên tâm, tớ trong sáng lắm, tớ thề là tớ không làm gì đâu. Còn nếu các cậu đọc tiêu đề và hỏi thế BB đâu, thằng An lại lừa mình à, thì các cậu cứ bình tĩnh, vì tớ không nói đến BB trong video này đâu. Chúng tớ đã làm hẳn cả một video giải thích về BB rồi cơ, các cậu có thể vào kênh và xem video đó. Điều chúng ta cần tập trung ở đây đó chính là vậy giữa Loli và BB thì cái nào đứng đầu? Tất nhiên đối với Lolicon là tớ thì Loli đứng đầu là cái chắc rồi. Thế nhưng để so sánh công bằng mà nói thì có lẽ là 50-50, vì tớ đoán là fan BB cũng đông lắm. Cá nhân tớ đề cao Loli hơn BB là vì đôi lúc trong anime, BB bị vẽ lố quá làm tớ thấy hơi sợ. Cậu nào mà thích quái vật ba đầu thì chắc gu cậu ấy cũng mặn phết đấy. Dù sao thì, thể loại nào thì cũng đều có cái hay riêng. Mà nói thẳng ra, ai rồi cũng sẽ phải thích Loli thôi. Thế nhé, tớ chốt là Loli thắng. Được thôi, đừng đáp gạch tớ. Đây là cuộc chiến không hồi kết, giống như cuộc chiến waifu vậy. Thế nên Hoa là cái kết viên mãn nhất rồi. Và dưới đây là những ứng cử viên Loli danh giá được xuất hiện trong dàn Loli của tớ. Đúng rồi, tớ không chỉ có dàn waifu đâu, tớ còn có cả dàn Loli nữa.
Đầu tiên phải kể đến đó là Yoshino Himekawa trong bộ Dead Alive. Các cậu yên tâm, cô bé này đã 40 tuổi rồi. Như các cậu đã biết, tớ không thích harem, nhưng Yoshino chính là lý do khiến tớ phải xem Dead Alive chỉ để hóng từng phân cảnh của cô bé này xuất hiện. Với câu chuyện quá khứ khá buồn, cùng với cách cô bé vực lên sau khó khăn rất đáng ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là bé Loli này không được nhiều đất diễn trong Dead Alive, nhưng mắt tê gái của tớ thì không thể bỏ sót cô bé có tạo hình đặc biệt như thế này được. Như vật tiếp theo trong dàn hậu cung của tớ là Fuko Ibuki trong bộ anime Clannad. Ồ, nếu các cậu tưởng cô bé nhỏ nhắn cao 1m50 này là học sinh cấp 3 thì các cậu sai rồi. Theo như logic thì tính đến Clannad After Story, Fuko đã rơi vào khoảng 25 tuổi. Nguyên tắc của tớ là chỉ thu nạp những em loli hợp pháp thôi, vậy nên dưới 18 tuổi sẽ không xuất hiện trong danh sách này đâu. Một chút về quá khứ của Fuko, cô bé bị tai nạn vào ngày đầu tiên nhập học cấp 3 và sống thực vật trong bệnh viện nhiều năm. Trong năm chị cô tổ chức đám cưới vì muốn thực hiện ước mơ của chị gái mình là một giáo viên muốn được tổ chức đám cưới tại trường học, linh hồn của Fuko đã tới trường, hàng ngày ngồi khắc sao biển gỗ, tặng cho các học sinh trong trường cùng lời mời, hãy đến tham dự đám cưới của chị mình. Khi cơ thể của Fuko ở bệnh viện ngừng hoạt động, cũng là lúc linh hồn cô dần biến khỏi tâm trí của mọi người. Thế nhưng tình cảm cô bé dành cho chị mình, cũng như tâm huyết của cô bé lên từng chiếc sao biển gỗ đã giúp cho chị gái cô có một đám cưới hạnh phúc. Nhưng phải chấp nhận một sự thật rằng, kết cục Fuko vẫn phải ra đi. Trong phần After Story, cô bé đã được hồi sinh ở thế giới khác. Phải nói rằng, Fuko là bé loli mà tớ yêu thương nhất trong tất cả các loli. Khi nhắc đến ma cà rồng và loli, các cậu nghĩ đến ai? Nếu là tớ thì sẽ là Crew Tempest trong bộ anime Owari no Seraph. Nếu các cậu tưởng tớ xem bộ anime này chỉ để ship Mika với Yu thì không hẳn đâu. Tớ còn xem để ngắm chị nữ hoàng ma cà rồng Crew Tempest nữa. Tớ hỏi thật là nhìn cái dáng đá này có giống Levi không? Quá giống ý chứ. Về phần tuổi tác, chị ma cà rồng này đã hơn 1.200 tuổi rồi. Tất nhiên vì Crew là ma cà rồng mà. Điểm tớ thích ở nhân vật này không chỉ về ngoại hình mà còn về cả câu chuyện bí ẩn về xuất thân cũng như quá khứ của Crew. Mà tất nhiên là tớ không muốn spoil hết ra đâu, nếu tò mò thì các cậu buộc phải đọc manga thôi. Theo tớ thì Crow là ma cà rồng, có dành tình cảm nhất định cho loài người. Chị nữ hoàng này tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp, vậy nên Crow nhất định phải góp mặt trong dàn loli của tớ rồi. Loli cuối cùng cũng là loli đứng đầu, vua của loli chính là bé rồng Kana. Tớ xin thề, tớ mu muội vì thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm của bé này hết mức. Ảnh tuyển cộng tác viên tớ cũng phải cho em ý vào, vì tớ tin rằng mọi người sẽ mủi lòng trước sự dễ thương của Kana. Và tớ cũng đảm bảo luôn là cái thăm của video này sẽ là ảnh Kana. Kana chính là tượng đài sống của loli. Chỉ cần nhắc đến hai chữ loli thì kiểu gì fan anime cũng sẽ buột miệng nói ra tên Kana. Độ đáng yêu của Kana phải gọi là không có gì sánh bằng. Đến mức video tổng hợp những cảnh dễ thương của Kana đều được triệu view trên YouTube. Và tới này đây, bộ anime Kobayashi Dragon Maid cũng sẽ ra mắt phần mới trong năm nay. Không có gì tuyệt vời hơn khi Toru, waifu của tớ và bé rồng Kana, loli của tớ lại comeback cùng một lúc. Và đó là định nghĩa về loli, cũng như là niềm yêu thích của tớ dành cho loli. Còn các cậu thì sao? Các cậu thích loli hay BB? Hãy bình luận ở phía bên dưới ý kiến của mình. Đừng quên like, share và subscribe cho Way2Way Anime để chờ những video mới nhất của chúng tớ.